đó là em được chia sẻ, được yêu thương và được cho đi hàng ngày. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn ông Đi Phụng, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để nghe câu chuyện ngày hôm nay của em. Và điều trước tiên em muốn gửi lời biết ơn đến là cô Dung, là người cô giáo của em và đã đưa cho em giải pháp vào học viện này. Câu chuyện của em thật sự ra nó không có, nó rất nhiều cảm xúc. Khi mà em bước vào học viện Gia Lai này thì em trải qua một biến cố của cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn thì có thể mình gặp nhiều biến cố, nhưng mà khi mà em vô học viện thì em gặp biến cố, đó là khi mà mùa dịch đó thì tất cả mọi thứ, công việc rồi con người và cả gia đình nó gặp biến cố rất là nhiều. Và thứ hai đó là một biến cố xảy ra, đó là ông xã em, anh là trụ cột gia đình và là một con người rất là thuần khiết và yêu thương gia đình, nhưng mà ảnh gặp sự cố đó là bệnh, và rồi mọi trách nhiệm và gồng gánh trên chính đôi vai, vừa vừa tài chính vừa gia đình vừa sức khỏe, mọi thứ nó chọc đâm vào một cái bế tắc của cuộc đời. Thì thật may mắn em, bên cạnh em có một người cô mà em ngày trước em học chung, học kế toán, thì em đã gặp cô và cô đang ở hiện tại là sứ giả trong Âu Gia Lai. Đến với cuộc đời này thì em luôn mang một mục tiêu, đó là cho đi và cống hiến. Và đặc biệt là khi mọi chuyện xảy ra không thấy mình, nhìn ba mẹ của mình khổ hàng ngày và em đã không báo hiếu được. Thứ hai đó là những hoàn cảnh của tất cả mọi người trong xã hội, và em thấy trên mạng xã hội và trong chính cuộc đời của mình, họ đang rất khó khăn, rất đau khổ, hay họ cần những sự giúp đỡ của chính bản thân mình cho xã hội. Nhưng bản thân mình, ngay cả bản thân mình còn chưa giúp đỡ mình thì làm gì có thể giúp đỡ người khác. Nhưng em vẫn có mục tiêu của mình là em sẽ trở thành một người giàu có, đó là giàu có tâm thái, giàu có chia sẻ và giàu có tài chính để chia sẻ với cả mọi người. Và đặc biệt khi em vô Ô Gia Lai thì em biết cô Hương Phụng, cô cân bằng giữa đời đạo và lợi tư, thì chính đó là mục tiêu của em. Em loay hoay hoài, em loay hoay hoài trong cuộc đời của mình để em đi tìm những giá trị, đó là giá trị nhân văn và tài chính. Nhưng mà thật sự bên ngoài xã hội thì trước khi em học những chương trình kết nối, em phát triển bản thân thì em chưa tìm được môi trường đó. Và ngày hôm nay khi mà em đi sâu vào 2 tháng, chính xác 2 tháng trong học viện này, thì em hiểu rõ mục tiêu của mình hơn và kế hoạch mỗi ngày em viết ra, và em cảm nhận được ở nơi đây có những điều em mong muốn, đó là em được chia sẻ, được yêu thương và được cho đi hàng ngày. Hàng ngày dù em chưa có được như mong muốn về tài chính về, nhưng mà em có sức khỏe, em có môi trường hoạt động, em có môi trường gieo hạt trong cuộc sống này. Và em biết ơn nhân viên mới, biết ơn cô Nguyên Phụng, biết ơn Ô Gia Lai và biết ơn tất cả nhà. Đặc biệt là em biết ơn đến người cô của em, cô Thùy Dung, đã cho em cơ hội ngồi đây và chia sẻ với tất cả mọi người câu chuyện cuộc đời của mình. Và em hy vọng sau này và đến khi nào em không có thể cống hiến được thì giá trị của em đó là có thể chia sẻ tâm thái của mình và chia sẻ tình yêu thương đến cho tất cả những người hữu duyên mà em gặp trên cuộc đời này. Em cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người đã nghe lắng nghe câu chuyện của em. Cảm ơn.